Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần bài tập bài 1 và bài số 2. Chúng ta đã biết cách xác định được tìm cận đứng, tìm cận ngang và tìm cận siêng rồi đúng không nào? Đặc biệt cái phần tìm cận siêng, ví dụ câu A, câu B, câu C thì thầy đã nói cho em ở hai cách làm. Cách 1 là chúng ta sẽ thực hiện phép chia đa thức cho đa thức để chúng ta đi tìm cận siêng. Hoặc là chúng ta đi tìm cái hệ số ở trong cái đường thẳng y bằng ax cộng b á, chúng ta đi tìm a bằng và b bằng, đã có công thức chúng ta áp vô chúng ta làm được rồi, đúng không? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ba bài còn lại em nha, 3, 4, 5. Tìm các tìm cận của đồ thị hàm số sau a, b, c. Ví dụ câu a này, ví dụ để đi tìm tìm cận đứng thì chúng ta sẽ cho thằng này bằng không. Ta dùng máy tính ta bấm xem thử x bằng bao nhiêu là ra tìm cận đứng ha. Menu 922, ta bấm thầy là đây 5, âm 15, 10, x 1 bằng 1 bằng 2, x 2 bằng 1. Như vậy tìm cận đứng ta đã chính là x 1, thầy nói x bằng 1 với lại là x bằng 2. Đây, có hai tìm cận đứng này, nhìn thấy không? X bằng 1 và x bằng 2 ở đây. Nhìn chúng ta sẽ thấy. Và đây các em thấy đồ thị này, anh di chuyển ở đây, anh lấy cái trục hoành của chúng ta. Đây là làm ái này, anh lấy trục hoành, anh lấy trục hoành là làm tìm cận ngang. Thì chứng tỏ y bằng mấy? Y bằng 0 này, y bằng 0. Tìm cận ngang đã chính là y bằng 0. Được chưa? Ở câu A này. Ở câu B, câu B thì chúng ta sẽ thấy ngay, ở câu B chúng ta sẽ thấy ngay đó chính là gì? Thằng này bằng 0 thì x bằng 0 này đó chính là tìm cận gì? Tìm cận đứng này. Tìm cận đứng x bằng 0. Bây giờ để đi tìm cận siêng thì chúng ta thực hiện cái việc chia ngoài nhát như này. X bình phương cộng x trừ 1 chia đây cho x. Ta lấy x bình phương chia x, ở đây là x nhân đây x bình phương, đúng không? Trừ ra thì bằng 0. Hạ cái thằng x trừ 1 này xuống, x chia x bằng cộng 1 ở đây, 1 nhân lên, đây là x, đây trừ, thì kết quả đây bằng âm 1. Như vậy tìm cận siêng chúng ta đây chính là y bằng cộng 1 này, y bằng x cộng 1 là tìm cận siêng. Vậy thôi. Như vậy y bằng x cộng 1 đó chính là tìm cận siêng. Nếu mà giáo viên có hỏi tại sao em biết, thì người ta thấy là tìm cận siêng ở đây nó đi qua hai cái điểm đó chính là gì? 1 với lại âm 1 này. Nhưng mà tóm lại chúng ta nên thực hiện phép chia này để chúng ta đi xác định tìm cận siêng là chính xác nhất. Hiểu chưa? Còn câu C, câu C cho thằng này bằng 0 thì chắc chắn là không có tìm cận đứng rồi này. Tìm cận ngang này, em lấy 16, tại vì đây mũ 2, đây mũ 2, em lấy 16 chia 16 thì chắc chắn bằng 1. Nhưng mà câu C cái tìm cận ngang y chúng ta bằng 1 đó chính là tìm cận ngang. Bài này không có tìm cận đứng, không có tìm cận siêng mà chỉ có tìm cận ngang thôi. Đây, y bằng 1. Hiểu chưa? Xong cái bài số 3. Đây các em. Câu A và câu B. Câu C. Được chưa nào? Ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Ở câu số 4 em nha. Rồi ta sẽ đi sang câu tiếp theo ở câu số 4 em nha. Ta thấy rõ nè. Câu số 4. Câu số 4 là gì đây? Nồng độ oxygen trong hồ theo thời gian T cho bởi công thức này. Được tính rồi, T lớn bằng 0, tìm các đường tìm cận của đồ thị hàm số y bằng T, từ đó nhận xét gì về cái thằng này. Thì ở đây chúng ta thấy là như vậy, nếu như ở đây chúng ta thấy IT ở đây bằng 5 trừ thằng này, thì nếu như ta tính giới hạn thằng này bằng 0 đúng không, thì y này bằng mấy em? Y này chính là bằng 5 này. Thì nếu mà cái đường tìm cận á, thằng này cho bằng 0 thì không thể nào có nghiệm được.
Và thằng này cũng không có tìm cận xiên đúng không? Như vậy ở đây y bằng 5 này chính là tìm cận ngang của bài này thôi. Chúng ta áp vô, chúng ta tính lim của IT, T tiến tới ở đây là cộng trừ vô cùng, thì chúng ta điều tính nó ra đều bằng 5 hết nha, đều bằng 5. Và từ đó chúng ta suy ra y bằng 5 này đây chính là tìm cận gì? Tìm cận ngang. Và về việc nhận xét ấy, nghĩa là y bằng 5 đúng không? Khi mà thời gian T trở nên rất lớn ấy, thì nồng độ oxygen trong hồ sẽ tiến dần về giá trị làm máy là 5 mg trên lít. Điều này được có thể hiểu là sau một thời gian dài, môi trường oxy sẽ đạt được đến một cái trạng thái ổn định là nồng độ oxygen là không thay đổi nhiều nha. Cái việc mà tính giới hạn thì dễ lắm em. Tính giới hạn ở đây thì thầy nói rồi, chương trình lớp 11 mà người ta đã yêu cầu người ta vào chương trình lớp 11 để người ta làm. Ta xem. Được chưa? Tại vì thằng này bằng 0, 0 thì 5 trừ 0 thì bằng 5 thôi. Rồi, ta sẽ đi sang ở câu cuối cùng. Tìm cận của đồ thị hàm số ở đây trong cái phần có mở đầu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, cái tập xác định của chúng ta, ta đi tìm tập xác định ở đây. Đúng nè. Như vậy chúng ta lấy thằng này sẽ lớn bằng 0. Nhưng mà nó giữ mẫu thì nó chỉ lớn hơn 0 thôi, nghĩa là ra được 1 trừ V bình phương trên C bình lớn hơn 0. Ta nhân lên đây, thì nó ra được là C bình trừ V bình sẽ lớn hơn 0. Khi đó tại vì ở đây là cái thằng V này nó lớn hơn 0 thì cái tập xác định D này sẽ là từ 0 cho tới mấy, tới C thôi. Tìm đường tìm cận thì bây giờ chúng ta sẽ tính nhận thầy lim của V tiến tới C cộng và tiến tới C trừ. Đó nè, thì tương ứng ở đây nó sẽ ra được là dương vô cùng với lại là âm vô cùng. Ok, nhưng mà khi đó V này bằng C đó chính là gì? Là tìm cận, tìm cận đứng. Bài này không có tìm cận ngang cũng như không có tìm cận xiên nha. Vậy đó. Ok. Ở đây ta có này. Ta viết ở chỗ này, viết chỗ đây. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4. Cái bài này là bài tổng hợp. Cái bài này các em nhớ là cái bài tổng hợp của cái gì em? Bài tổng hợp của 3 bài 1, 2, 3 thì nó dồn lại vào trong cái bài số 4. Nó dồn vào trong cái bài số 4. Khảo sát vĩ đồ thị một số hàm số cơ bản này. Nên là chúng ta để làm được bài số 4 này thì chúng ta phải nắm vững ở cái bài số 1, số 2 và số 3. Các em phải lưu ý như vậy. Ok chưa? Rồi. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ta tự làm trước nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.